quần áo, giày dép nên là cũng là của các gia đình ở dưới xuôi đấy, cũng là người ta để trong tủ thôi, cũng là họ không dùng đến, thì tôi xin chuyển quả cả vào đây, thì tí nữa là mời bà con lên trên này nhận quà, thì là mọi người tôi cứ tùy nghi, là mình cứ ướm ai vừa cái nào dùng được cái nào thì cứ tùy nghi. Các bạn mới nhận lấy một cái nhé, và nhận cho vừa cho con này vừa cho cháu, xin nói thêm vấn đề đấy ạ. Và mọi người đều ôm cả hết được.